Chúng ta tiếp tục sang nội dung bài đọc số 2, Passage 2 của unit số 12. Ok, bài đọc này của chúng ta là nói về cái gì đây? Birthday party. Emma's birthday party có nghĩa là gì ạ? Tiệc sinh nhật của Emma. Và cả đại đoạn văn dài này chúng ta sẽ có hai phần nội dung câu hỏi. Với task số 1 đó là đọc và trả lời các câu hỏi, và ý số task số 2 là hãy tóm tắt lại cái đoạn văn đấy và sử dụng một từ để điền vào mỗi một chỗ trống ở đây trong đoạn văn, sử dụng các từ mà chúng ta có trong đoạn văn. Vậy nhìn vào phần đầu tiên là bài đọc số 1, bài đọc số 2 với phần task 1. Hãy đọc bài đọc số 2 và chọn đáp án đúng. Đây chúng ta sẽ đọc các câu hỏi trước, đọc các câu trả lời và sau đó tìm thông tin. Ok, câu hỏi số 1. Bây giờ là Emma mấy tuổi? Vâng, bây giờ Emma mấy tuổi? Thế thì chúng ta có 4 lựa chọn, 3, 4, 5 và 6. Vậy cùng xem là bây giờ Emma mấy tuổi, các bạn để ý nha. Emma sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vào tuần tới. Vâng, Emma sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vào tuần tới và cô ấy sẽ chuyển sang tuổi thứ tư, bước sang tuổi thứ tư. Vâng, vậy thì các bạn thấy là tuần tới mới là sinh nhật của cô ấy, đúng không ạ? Của Emma. Mà sang tuần là cô ấy chuyển sang 4 tuổi, vậy thì bây giờ là cô ấy mới có bao nhiêu? Mới có 3 tuổi mà thôi, nên phương án A chính là phương án đúng cho đoạn văn, cho câu hỏi đầu tiên. Câu này dễ đúng không ạ? Nhưng mà dễ sai. Câu hỏi số 2. Where is her family going to have a birthday party? Gia đình cô ấy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu? Vâng, gia đình cô ấy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu? Ở công viên, ý A, ý B là ở nhà, ý C là ở trong vườn và ý D là ở trường. Vậy chúng ta cùng đọc tiếp thông tin của đoạn đầu tiên. Bố mẹ của cô ấy và chị gái sẽ tổ chức một bữa tiệc sớm để chào mừng cho cái đợt sinh nhật này. Đầu tiên, at first, đầu tiên họ nghĩ rằng là về việc là gì, tổ chức tiệc ở trong vườn hoặc là ở nhà. Nhưng mà sẽ có rất nhiều người, vì thế mà họ quyết định là sẽ tổ chức nó ở công viên. Vậy có nhắc đến ba cái phương án, một là ở trong vườn, hai là ở nhà, nhưng mà đấy là đầu tiên họ nghĩ như thế, nhưng do vì là có rất nhiều người cùng tham dự nên họ quyết định là tổ chức ở ngoài công viên, nên đáp án đúng ở trong câu này chắc chắn là phương án A rồi. Các phương án khác chúng ta loại. Không nhắc gì đến trường, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục câu hỏi số 3. Họ không lo lắng về trời mưa do là họ không lo lắng về trời mưa do là gì? Ý A, Emma thích bị ướt. Ý B, họ thích có những cái gì đấy, có cái cầu trượt. Ý C là họ có cái mái che, pavilions là cái lều hoặc là cái bạt trại, làm trại hoặc là để che chắn đấy ạ. Và ý D là họ biết là thời tiết như thế nào rồi. Vậy cùng xem là họ lý do tại sao mà họ lại không sợ mưa. Một điều thú vị, một điều đặc biệt ở công viên đó là họ có rất nhiều bàn. Họ có rất nhiều bàn và họ cũng có những cái lều được che chắn, cover pavilions, trong tình huống in case, phòng khi trời mưa. Vậy thì ở đây họ không sợ trời mưa do là họ đã có những cái lều này rồi, nên phương án nào là phương án đúng ạ? Phương án C chính là phương án chính xác. Các phương án khác loại. Ok, tiếp tục câu 4. Ý nào dưới đây thì không đúng, nhớ là không đúng nhá. Về bữa tiệc năm ngoái theo như đoạn văn số 2, cái này là nói đến bữa tiệc năm ngoái nên chúng ta cùng tìm thông tin nói về năm ngoái. Ý A đó là gì ạ? Cái khăn trải bàn, tablecloth, khăn trải bàn màu hồng và đỏ. Ý B, thời tiết thì hồi đó rất là nóng. Ý C, mẹ đã chuẩn bị những cái trò chơi nhỏ. Và ý D đó là gì? Một cái lâu đài cát rất là lớn đã được xây cho bọn trẻ. Vậy thì bữa tiệc của năm ngoái có điều gì không đúng ở đây? Thì chúng ta cùng xét. Năm ngoái, đoạn văn kế tiếp này. Năm ngoái, họ cũng tổ chức tiệc ở đó và họ đã phủ những cái bàn với những cái khăn trải bàn màu hồng và đỏ. Cái này thông tin này đúng rồi, đúng không ạ? Đấy chính là thông tin của phương án A, nên câu A câu loại đầu tiên. Tiếp tục này, họ đặt những cái khăn ăn, những cái cốc, dao và dĩa, đúng chưa ạ? Họ là bày ra những cái khăn ăn này, cốc, dao và dĩa.
Sau đó thì họ sẽ bày đồ ăn và để chúng được bao phủ, tức là được bọc lại cho đến khi mà ăn. Sau đó bố của cô ấy đã chắc chắn rằng là có đủ đá để uống nước và trời thì cực kỳ nóng. Vậy thì thời tiết nóng ở trong ý B là thông tin này, nên phương án B và A thì cô đã loại. Tiếp tục này. Vì thế mà mọi người cần nước mát. Tiếp tục, mẹ của cô thì đã tổ chức một vài các hoạt động như là gì? Các trò chơi tô màu hoặc là các trò chơi nhỏ trước khi mà mọi người đến. Và có một cái những cái súng nước nhỏ nữa. Water guns mini, có nghĩa là có những cái súng nước nhỏ nữa và thậm chí là có cả một cái lâu đài gì đây bằng bìa cát tông, bằng bìa ấy chứ không phải là bằng cát, đúng không ạ? Khổng lồ dành cho mọi người để có thể tô màu với bút màu và những cái bút đánh dấu. Vậy thì ở đây các bạn thấy là thông tin ý A lúc đấy cô nói là sai, ý B là sai, ý C là cũng chuẩn bị các trò chơi nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì cái điều mà không đúng trong cái bữa tiệc năm ngoái đó chính là việc xây một cái tòa lâu đài bằng bìa cát tông chứ không phải là cát, nên phương án D chính là phương án sai. Ok. Tiếp tục. Câu hỏi số 5 này, từ giant trong câu số trong đoạn văn số 2 gần nghĩa với từ nào? Từ giant đứng trước cái cụm từ đó là gì? Sand castle. Vậy các bạn thấy là vừa mới lúc này cô còn nói đến việc là một cái lâu đài bằng bìa rất là lớn, bằng bìa khổng lồ. Vậy bìa khổng lồ thì từ giant ở đây mang nghĩa tương đương với từ nào? Rất nhỏ chắc chắn là sai này. Rất rộng, rất to, đúng chưa ạ? Rất dài và rất sâu. Vậy đương nhiên phương án B là phương án chính xác rồi. Ok. Tiếp tục câu số 6. Cái nào, điều nào không được đề cập non-mention như là món ăn ở bữa tiệc năm ngoái? Chicken fingers, tức là ăn bằng gà, ăn gà gà rán đấy ạ. Chips, khoai tây chiên, sandwich, bánh kẹp, bánh mì kẹp và burgers. Vậy chúng ta cùng xem là món ăn nào không được đề cập tới bữa tiệc năm ngoái. Chúng ta có thấy là lúc nãy chúng ta đọc có một đoạn là nói đến đồ ăn, đúng không ạ? Vâng. Ok, đây. Mọi người bắt đầu xuất hiện, show up, có nghĩa là xuất hiện. Các món quà trong những cái chiếc túi xinh xắn và những cái hộp bắt đầu được gói lại, đặt ở trên bàn, xếp chồng ở trên bàn. Và lũ trẻ để bắt đầu chơi bóng này, chơi các trò chơi và súng nước. Mọi người ăn uống rất là vui vẻ. Và có những cái món ăn như sau: sandwich, chicken fingers, veggies. Veggies là những cái món ăn chay. Với chips, chips, soda, có chips, có chicken finger, có sandwich, đúng chưa ạ? Và rất nhiều thứ khác nữa. Vậy thì ở đây các bạn thấy là có nhắc đến ba thứ là chips, chicken finger và sandwich. Thế còn phương án còn lại mà không được đề cập tới đó chính là món gì đấy ạ? Burgers, đó phương án D là phương án không được đề cập tới trong phương án này. Câu số 6, đáp án D. Câu số 7, có cái gì ở trong pinata? Pinata là cái gì? Thì các bạn cần phải hiểu trước cái từ này đã. Tí nữa chúng ta đọc sau ạ. Stickers, tức là những cái hình dán. Water guns, tức là những cái súng nước. Football, bóng đá, kẹo và đồ chơi. Vậy chúng ta cùng nhìn pinata. Đây là một cái truyền thống của một số những cái quốc gia vào ngày sinh nhật. Thì chúng ta đọc tiếp này. After they eat, it was time for a pinata. Yeah, pinata. The kids took turns. Lũ trẻ sẽ lần lượt đánh vào, smacking, có nghĩa là đánh vào hoặc là đập vào cái pinata bằng một cái gậy stick cho tới khi nó bị vỡ. Vậy chúng ta hiểu pinata là một cái gì đó, là một cái gì đó dễ vỡ, đúng chưa ạ? Dễ vỡ. Vậy nó chứa cái gì? Thì chúng ta cùng xem ở bên dưới. Emma took the first turn. Emma sẽ đánh đầu tiên. Và những cậu bé, cô bé khác thì sẽ cũng sẽ cùng thử. Khi mà candy và toys fell out. Vậy thì ở bên trong pinatas này là chứa kẹo và đồ chơi, đúng không ạ? Khi mà nó bị vỡ đấy ạ. Và mọi người sẽ cùng chộp lấy hoặc là vồ lấy, chộp lấy hoặc vồ lấy, chộp càng nhiều nhất có thể. Vậy thì ở trong cái này nó chính là cái gì ạ? Đó chính là kẹo và đồ chơi. Thì thay vì dùng là candies thì người ta có thể nói là sweets and toys. Để phương án D là phương án chính xác.
Câu hỏi cuối cùng của phần này chúng ta cùng nhìn. What can be inferred from paragraph 4? Điều gì có thể suy ra từ đoạn văn số 4? Ý A đó là không có nhiều bữa không có những cái bánh sinh nhật rất là lớn trong bữa tiệc sinh nhật năm ngoái. Ý B đó là gì? Không có nhiều bạn bè tới trong bữa tiệc năm ngoái. Ý C, Emma mặc một cái váy rất đẹp hồi đó. Và ý D, Emma không được vui vẻ với những cái món đồ mà cô ấy nhận được. Vâng, vậy thì chúng ta cùng xem là với câu số 8, phương án nào là phương án có thể suy ra được. Chúng ta nhìn đoạn văn cuối cùng ạ. Finally, cuối cùng. It's time to sing a popular song Happy Birthday. Đã đến lúc để nó hát cái bài hát chúc mừng sinh nhật và ăn bánh cupcake. Cupcake là những cái bánh nhỏ mà xếp thành tháp được ấy, trong đựng trong những cái cốc thì người ta gọi là cupcake. Và Emma đã ước một điều ước, thổi nến và ăn một miếng bánh cupcake rất là lớn. Và mọi người cùng chia vui ăn bánh cupcake của họ và trong khi mà cô ấy mở những cái món quà. Và cô ấy nhận được rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp và vì thế mà cô ấy rất là vui vẻ. Năm nay thì cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn hơn với nhiều bạn bè tới hơn. Và cô ấy rất mong đợi tới bữa tiệc. Vậy thì các bạn thấy là ở cả đoạn này người ta nhắc đến cupcake này, có nhắc đến những món đồ chơi nhưng cô ấy rất vui, đúng không ạ? Và tiệc năm nay thì lớn hơn tiệc năm ngoái vì nhiều người tới hơn. Thì năm nay cũng là một cái bữa tiệc rất, năm ngoái cũng là bữa tiệc rất là lớn. Vậy suy ra trong số 4 đáp án này, các bạn có thấy có nhắc đến là những cái bánh sinh nhật lớn không ạ? Chỉ có cupcake thôi, do đó phương án A chính là phương án có thể suy ra được. Không có nhiều bạn bè đến năm ngoái, không đúng. Năm nay lớn hơn thì năm ngoái cũng lớn rồi. Ý C, mặc váy đẹp hay là vui vẻ thì không đúng. Ok.